Bây giờ là cô sẽ đặt một cục ha. Rồi, đầu tiên cô nhúng cọ vô đây ha. Anh nhìn nha. Đó, cô vuốt ha, cô vuốt trước hết con. Dạ. Rồi, bắt đầu cô nhúng cọ nè ha. Rồi. Còn vuốt hết nóng lắm không con? Mình vuốt hết nè, cô vuốt hết đây nè con. Dạ. Được chưa? Xin chào cả nhà nha. Cô vuốt hết nóng rồi nè, ha. Dạ. Rồi, ok. Rồi, sau đó nè, cô bắt đầu cô nhúng cọ vô và cô lấy cục bột ha. Dạ. Cô lấy là một nhịp, hai nhịp, cô giữ hơi lâu chút xíu. Cô lấy lên ha. Dạ. Rồi, sau đó nè, mình để cho nó khô đi. Để cho nó ướt nó chín đều cục bột. Xong mình mới đặt cục bột xuống nè. Thấy chưa? Rồi con mới nhón cục bột rồi nè ha. Rồi cô chùi cơ. Không sao á. Mình phải để cho nó xe bột chút xíu ha. Rồi nè. Cô nhón cục bột nè. Nè, đây mình biết làm từ đây nè, đã bắt đầu nó láng cục bột rồi con hiểu không? Đây mình gom vô nè. Đây mình gom vô mình làm để cho nó tròn chân móng như này nè. Chỗ này nó cho nó tròn chân móng như này con hiểu không? Đó, rồi nè, mình gom vô nè. Mình kéo này nhẹ xuống đây nè. Bên này mình ôm, bên này mình kéo nhẹ xuống đây nè. Hiểu không? Đó, đây nè, cô vừa làm vừa cô vừa đặt cô vừa kéo nhẹ xuống nè. Cô vừa làm cô vừa kéo nhẹ xuống nè. Ha. Mình vừa làm mình kéo nhẹ cục bột xuống đây. Ha. Bên này cũng vậy nè. Nè, bên này cũng vậy mình làm mình kéo nhẹ cục bột xuống đây. Ha. Đặt nè, kéo nhẹ xuống nè. Bên này mình kéo bên hông nè. Hiểu không? Hông mình kéo xuống đây nè. Rồi bên này cũng vậy, bên này mình kéo nhẹ xuống đây nè. Đó là hai bên nó đều đều, con thấy đều nhau đúng không? Dạ. Bên đây cũng vậy này. Bên đây con kéo nhẹ xuống đây nè. Đặt đây. Đây con kéo nhẹ đây nè. Này con vô cái tâm của nó nè. Đó, vô tâm nó nè. Này con kéo vô tâm nó nè. Được chưa? Đó mình làm đúng một cục ha. Rồi cô chùi cọ nè. Cô nhúng cọ vô liên quịch, cô gạt hết nước luôn nè. Rồi nè cô nhón cọ nè. Nè con thấy không? Cô ôm cái phơm đây nè. Bên này cô ôm cái phơm đây nè. Được chưa? Dạ. Cơm nè. Rồi, xong. Một cục bột. Quá đẹp. Được chưa? Dạ. Nha, giờ cô làm một màu khác cho con ha. Dạ. Xem nha. Rồi. Giờ lấy cho cô cái que khác đi. Rồi. Rồi tiếp tục một màu khác. Rồi cô lấy màu này. Rồi. Rồi cô gạt nè. Gạt nè. Chưa? Nha. Rồi cái chân đụng cô, cái chân đụng cô là lấy tay đi. Rồi tiếp tục ha. Đây nè, cô nhúng nè, con thấy cô nhúng không? Cô nhúng nè. Ha. Cô nhúng nè ha. Cô gạt cái tí xíu này, tại vì móng lớn mà. Con hiểu không? Ha. Rồi cô mới lấy nhịp nè. Một nhịp, hai nhịp này cô lấy nhiều lên nè. Thấy cục bột không? Nó vừa ướt cục bột nè. Cô đặt vô nè. Con thấy cô đặt vô không? Xong cô đặt cô giữ tí xíu nè. Cô nhón nhẹ nè. Đó, con thấy cô nhón nhẹ không? Rồi cô nghiêng nè, cô nghiêng móng này cho bột nó chảy đúng không? Cô ôm đây, cô ôm đây nè. Rồi cô nhón nhẹ này nè, cô nhón nhẹ này nè. Đó, thấy cô nhón nhẹ không? Cô nhón bên này, cô nhón bên này. Bắt đầu cô đây kéo nhẹ xuống nè. Cô kéo nhẹ xuống mà mình để cho cái độ cong của ở giữa cái móng nè. Đó mình gom đây nè con, ôm bên này mình ôm nhẹ xuống đây. Rồi bên này mình kéo nhẹ xuống đây. Thấy không? Đây cô kéo nè. Đó, thấy cô kéo không? Ở đây là kỹ thuật đắp một bột dành cho những móng dài ha. Đó, mình cứ kéo nè. Nè mình làm cho ôm hai cái phơm móng hai bên nè. Thấy chưa? Nè, cô vuốt đây, cô vuốt đây luôn nè. Đó, cô vuốt nè, cô kéo nhẹ xuống đây. Bên đây cô kéo nhẹ xuống đây. Đó, thấy không? Con cứ canh ngay cái tâm của nó ngay đây nè. Rồi bên này con canh ngay tâm ngay đây nè. Được chưa? Đó, ha. Rồi cô ém phơm bên này nè, cô ém đây nè. Bên kia ém phơm bên này, cô ém đây nè. Được chưa? Rồi đây nè. Chưa. Còn màu nào con làm được không được nữa không? Màu xanh con làm được không? Dạ không, có màu xanh làm được. Rồi lấy ra đi, nào không được cô làm cho. Cô dạy con. Rồi ok, hai móng. Ha. Rồi đâu màu nào nữa đâu? Rồi lấy móng ra được rồi, lấy màu xanh đó với cái màu đồng. Rồi tiếp tục tới màu đỏ, màu xanh này phải không? Dạ. Đầu tiên cô vuốt trước cái hang, xong sau đó cô sẽ lấy màu. Rồi cô lấy nè, một nhịp, hai nhịp cô giữ cái cô mới lấy lên.
Dạ. Đây cô để cho nó chín mỏng hết nha. Dạ. Chín hết luôn, cô mới đặt cục bột vô đây. Được chưa? Dạ. Cô mới đặt cục bột vô. Cô giữ nó, thí dụ nó hơi chảy, cô giữ tí xíu. Mình thấy cô giữ tí xíu không? Dạ. Đó, cô giữ tí xíu chứ mình không có vội nha. Đó, rồi xong cô chùi cọ đi. Cô nhúng cọ vô ly bột, cô gạt hết nước. Cô nhón cọ. Rồi cô mới cơm vô. Mới quyết. Mình thấy kéo nhẹ nó xuống nè. Được chưa? Dạ. Mình thấy kéo nhẹ nó xuống ha. Nhón cỡ khúc chỗ này mình nhón cỡ nha. Khúc chỗ này mình hơi kéo nhẹ hai bên hông mình vô ha. Đó. Cô cơm nè, cô cơm nhẹ nè. Đây cô cũng cơm nhẹ bạn thấy không? Dạ. Hai bên đó, hai bên này nó ôm vô đây. Ôm đây, hai bên ôm đây nhưng mà ở giữa sao? Ở giữa nó có độ cong đúng không? Dạ. Nè, ở giữa có độ cong đó bên này nè, cô ôm bên này, cô này cô ôm bên này nè. Nè. Hiểu chưa? Dạ. Đó. Nè. Cô cầm ôm bên này nè. Cầm ôm đây nè. Rồi nè, đây nè. Để đây là cô cầm vuốt nè. Cầm vuốt xuống luôn. Được chưa? Dạ. Nha. Rồi còn nào con làm không được nữa không? Cái màu đỏ. Màu đỏ hả? Rồi xong rồi nè. Ba món nè, một cục nè. Đó. Nha. Rồi, nào thì đổi cô. Này đỏ này là đẩy nè, phải không? Dạ. Đây đâu có nhũ nè, phải không? Dạ, cái đỏ của... Rồi, rồi, lấy cô qua. Lấy cho cô cái kia. Màu đỏ có nhũ là chạy tỏa lét. Dạ, đúng rồi, màu đỏ. Rồi, tiếp tục ha. Màu đỏ nè. Một nhịp, hai nhịp. Cô giữ lâu lâu tí xíu ha. Dạ. Rồi, xong sau đó cô đặt lên đây. Cô đặt lên vị trí này. Dạ. Thấy cô đặt không? Dạ. Rồi, xong cô đẩy nhẹ đây. Cô ôm cho nó vô đây. Cô ôm cho nó vô đây nè. Dạ. Thấy cô ôm cho dơ không? Dạ. Xong cô chùi cọ, cô nhúng cọ luôn. Không, mình học thì mình cho xích cái này đi. Mình học đi chứ mình làm cho ta mình cũng chừa 0.01 ml mà. Dạ. Hiểu không? Còn mình đang tập đắp đây, con cứ đặt như nè. Đặt cho tròn nè. Rồi, vuốt nhẹ nè. Vuốt nhẹ nè. Vuốt nhẹ xuống nè. Nè, vuốt nè. Thấy không? Dạ. Hai ôm, ôm hai bên xuống. Ôm chủ hai bên xuống. Hai đúng rồi, chủ yếu là hai bên, hiểu không? Hai bên mình vuốt xuống nè, hai bên mình vuốt xuống nè. Đây con thấy cọng móng không? Dạ. Cọng móng nó cong không? Nó con tập đắp như nè, nó cọng móng cong nè, đó đây nè, ha, vuốt cái nè, ha, rồi tiếp tục, rồi cọ nhúng cọ vô ly bột, gạt hết nước, tiếp tục hai bên này con vuốt đây, ha, giới hạn vuốt ở giữa ha, dạ. Giới hạn vuốt ở giữa mình vuốt dưới hai bên, nè, này có kim tím cái nó bị ấy một lỗ, cho con có nhũ không? Dính bụi. Chính cái bụi gì á, rồi mình thấy cái lỗ lại nè, thấy chưa? Dạ. Ha, đây nè, ha, đây nè, được chưa? Dạ. Đó, ha, đây nè. Cái lỗ này nó như cái lỗ này, đúng không? Nhẹ nè, bắt lỗ liền. Đúng rồi. Hiểu không? Dạ. Nha, có cái lỗ thì con chút nhẹ như bắt tiêu lỗ luôn. Dạ. Ha. Rồi, còn gì nữa không? Dạ. Ok, rồi. Xong, 4 móng. Màu, đầu tiên là màu... Màu tím. Tím đó tạm. Cầm giùm cô móng này coi. Chừng nó chưa khô. Đây. Bánh giấy. Đây, 4 móng các bạn. Chưa mài dũa ha, đắp một cục ha, kỹ thuật đắp một cục ha, kỹ thuật đắp một cục trên cái móng lớn ha. Rồi giờ là cứ tập đắp như thế này thôi, một cục như thế này nha. Đây, ok, đắp một cục ha. Rồi đây là bài căn bản đắp một cục ha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Rồi ánh luyện nha.